Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay tại điểm bán cây kiển của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2020. Rồi hôm nay mình có giới thiệu gì đây Triệu ơi? Mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Triệu có về một lô đồ gốm Biên Hòa nha, với lái thiêu gốm Nam Bộ để giao lưu với cô chú anh chị mình. Gồm có bằng ủi con gà nha, đồ đồng với đồ gốm Biên Hòa đó. Rồi, để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đây là đầu tiên là một chồng tô số 0 đó, đây là số 0 nha đó. Hấp từng cái một cái đi. Đây, cái này thì đảm bảo với cô chú anh chị mình là trên 50 năm rồi đó, em đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn nha đó. Đây, tô này là tô Thất Hiền nha cô chú anh chị mình ha. Đó, Thất Hiền đó, tô là tô Thất Hiền nha cô chú anh chị mình, xem kỹ giùm em nha. Đó, hàng rồi, này lành tích hết trơn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rồi, đảm bảo lành đó, đó không? Đảm bảo lành. Đây, có nứt gì không? Có cái đó, có gì? Cái này thì nó có gần tí xíu anh, không sao anh đó, chỉ có mặt đảm bảo cho nó dễ. Dạ rồi đó. Đây, tô này thì em đo đường kính này nha, đường kính là 17 nha cô chú anh chị mình nha. Rồi đó, 17. Một chồng 6 cái đó, có giá là 900k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 6 cái 900k bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, tô số 0. Đây, 50 năm hả? Dạ, hàng này của em là trên 50 năm ăn lên không nha anh. Đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới một con cái với một con phụng luôn. Này là treo tường nha. Đó, đây là đồ rất là già luôn nha cô chú anh chị mình ha. Quá, theo không kịp. Đây. Rồi. Đó, đồ rất là già luôn nha, để em đo chiều dài nha. Cá ba đuôi với con phụng. Chiều dài là 27. Ngang cái đuôi của nó luôn là 18 nha. Con phụng chiều dài là 25. Đó, phụng cũng là treo tường luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, xem giùm em nha. Đây, quay cái đầu lên đàng hoàng á. Đó. Vậy đúng không? Đúng rồi, cái này mình treo để tường lên như vậy nha. Cái này để cặm bông sát tường nha. Rồi. Đó. Đồ này trên 50 năm rồi, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây, cặp số 1 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, đó là 1,1 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1,1 triệu nha, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây cũng là cặp phụng treo tường số 2. Đồ này rất là già nhưng mà bên đây nó bị mẻ một miếng thịt nha cô chú anh chị mình ha. Đó, quay à. Đây. Đó, rồi, cặp phụng treo tường nha. Cái này là chú em chưa chùi ra nha. Đó, cặp số 2 nha. Chiều dài của con phụng là 28. Tán ngang của nó luôn là 18. Đó, rất là đẹp luôn. Đưa đưa cái mặt kia lên nè. Đâu? Con bị bể á. À, đây con bị bể phải không? Đó, đây chỉ có mẻ chút xíu đó, đó đó thôi. Còn tất cả đều lành tích cho cô chú anh chị mình ha. Đây, cặp phụng số 2 nha. Con đậm con lợt hả? Dạ, đúng rồi anh. Đó, một con thì nó màu hơi đậm, con màu hơi lợt nha. Đây, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Em ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là cặp số 3, là cặp tôm nha. Đó, chiều dài là 30. Tán ngang tôm là 18 nha. Đó, rất là già đồ nha cô chú anh chị mình ha, nổi da quy lên rất là đẹp luôn. Này là gốm Biên Hòa nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, cặp tôm này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,000,000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, hàng nào lành tích thì em nói lành tích cho cô chú anh chị mình, còn hàng nào thì có gân bể thì em nói gân bể nha cô chú anh chị mình an tâm nha. Đây, tới cặp cá ba đuôi luôn. Đó, cặp số 4. Đây, con cá ba đuôi này nó cũng có gân tóc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, có gân tóc ở đây nè cô chú anh chị mình, nhìn kỹ giùm em nha. Đó, có gân tóc, cũng là treo tường luôn. Đó, đồ rất là già. Đây, bên đây cũng có gân tóc với đây luôn nha, mặt trong nha. Đó, còn mặt ngoài là mình treo lên là như vậy. Đây, chiều dài luôn, chiều dài là 28. Đó, tán ngang cái đuôi cũng là 15. Đây, đó, cặp cá này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Cá ba đuôi.
Đây có cái ống đũa nha. Đây cái ống đũa này là mới rất là già đồ nha cô chú anh chị mình ha. Đó ống đũa rất là đẹp luôn. Ống đũa số 5 nha. Đó đây. Rồi đây cái ống đũa này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 800k. Bao ship toàn quốc. Đó để nằm đi. Đây chiều dài của ống đũa là 24. Ngang của nó luôn là 15. Đó 800k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới này là cặp đèn dầu nha. Đó đồ này cũng rất là già đồ nha. Cặp số 6 đèn dầu. Đó đây cặp đèn này thì cũng rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Lành tích cũng 99% luôn. Chiều cao lên là 25. Tán ngang cái mình của con Phụng là 11. Đó cặp đèn dầu nha. Đây rất là già đồ rất là đẹp còn luôn nha cô chú chị mình ha. Cái này là mình bỏ dầu là mình để tim nó để cái ngang nghiêng bên vậy nè anh. Đó là mình đốt giờ bình thường nha. Còn sử dụng được bằng cái gì? Đây cái này là cũng bằng gốm của Biên Hòa luôn nha. Đó đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Là đây cặp đèn này em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc. Lành tích 99% anh. Không nứt không mẻ không tái chế chỗ nào hết. Đó đây còn hai cái gạt tàn thuốc này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn nha. Giá rất là mềm luôn. Đây chiều dài của nó là một tấc 6 nha. Một cái là một tấc 6. Đó cặp số 7. Đây cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 600k bao ship toàn quốc luôn nha. Đó mấy cái đồ này mini rất là đẹp luôn. Đó gìn giữ tới bây giờ luôn nha. Đây tới cặp vô số 8. Cái này là dính nước sơn nha. Đó chút xíu nữa em trà rửa lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đây cặp vôi gạt tàn thuốc luôn. Đó chiều cao lên là 17. Chiều dài cũng là 18. Đó hàng này lành tích luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Khoan khoan đâu. Đó đồ rất là già luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó đây ở dưới đây. Sao không? Ừ rồi lật con kia lên. Đó, lật con bên kia vậy luôn. Đây. Đứng vậy đó. Ừ. Đó. Hai con nó kiểu khác hả? Dạ đúng rồi anh. Nó hơi lên con hơi lợn con hơi đậm chút thôi. Có cái bệ. À cái bệ dưới này hả anh? Dạ. Còn đó. Này là nó vậy chứ nó gỏng gì không? Dạ đúng rồi nó gỏng này gỏng tự nhiên của nó nha. Này không phải rồi. Cắt nha. Đó. Rồi. Đây cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thuốc xuống rồi sao? Dạ. Thì đúng rồi anh, cái này nó bị lủng ở dưới, còn cái này thì không có nha. À. À. 1,2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới cặp cá nha, cá chép luôn. Đó đồ này nổi da quy rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rất là già. Này cầm đây. Bông hay gì? Cầm bông anh, chiều cao lên là 20. Đây cái mình con cá thứ coi nha. Mình con cá này là 18 nha. Đó, mình con cá là 18 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Quay đi, quay đi. Đó, số 9 luôn. Rồi, cặp để cá số 9 xuống. Đây. Ừ. Đó. Rồi, quay vòng. Đây, rất là đẹp luôn nha. Màu xanh ngọc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cặp cá này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 900k bao ship toàn quốc luôn nha. 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới chồng dĩa. Đó, cũng là dĩa thất hiền luôn nha. Đây có hai cái dĩa bự, bốn cái dĩa nhỏ, sáu cái trong dĩa số 10. Đó dĩa thất hiền luôn. Đây dĩa này thì không có mục đích nha. Đó đây nhưng mà còn đồ còn lành tích nha. Có cái dĩa này thì nó bị lỗi mà tí xíu chỗ này thôi. Đó bị mẻ tí xíu chỗ này thôi nha. Đó dưới cái này là lỗi lò nha cô chú anh chị mình ha. Đây đồ rất là đẹp luôn. Đó cái dưới rồi, cái dưới rồi. Cái dưới này thì lành tích luôn anh. Đó rồi đây. Rồi đo đường kính thử coi. Dĩa bự đường kính là 20. Rồi dĩa nhỏ đường kính là 16. Đó đây bộ dĩa thất hiền này 6 cái. Đó em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn. Cũng có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó số điện thoại của em là 0898 997764 đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới cái bằng ủi con gà nha. Đó số 11. Đặc biệt con nguồn con gà này là cái con gà là bằng bằng đồng luôn nha. Đây đây
đó, cục hít là hít rất là hít nha, nhưng mà này là không hít nha cô chú anh chị mình ha. Xung quanh đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, con gà bằng đồng nha. Rồi, mấy lỗ? Đây, 9 lỗ nha. Rồi, đó. 2, 4, 6, 8, 9 lỗ. Lật cái lồng ra. Đây. Nè. Đích. Rồi, đó. Lật cái lồng ra. Đây, con gà là bằng đồng nha. Cán cầm cũng là bằng đồng luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Con gà là bằng đồng luôn. Cán cầm rồi, cũng là bằng đồng luôn. Đó. Không nóng á. Dạ đúng rồi. Gà không nóng không? Thì, em nghe nói là con gà, nếu mà gà bằng đồng ngày xưa là đồng lạnh, nó không có nóng. Cán cầm này là cũng là bằng đồng luôn nha. Rồi. Chỉ có hai cái cục cán cầm này là chỗ này là bằng thau thôi. Chung là, cho nó đừng có dẫn nhiệt đó. Đó, gọi đây là chúng em chút xíu nữa sẽ làm cái cán lại cho cô chú anh chị mình luôn. Nó hư cán. Đó, đây là nó bị hư cán rồi, cán bằng gỗ nó đã bị hư rồi. Đây lấy cái cân ra coi. Đây. Chiều dài của nó luôn là 17 nha. Đây. Để cho em bằng quay luôn. Để bằng quay luôn nha. Đây con gà này là 1 kg. Rồi, gà này 1 kg nha. Đó. Con gà này 1 kg nha, chưa tính cán nha. Rồi, đây con gà này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi, chút xíu em làm cán lại cho cô chú anh chị mình lại liền luôn. Đây. Còn cái này là không phải là con gà nha nè, đem số này vô. Này là không phải bằng ủi con gà nha, mà nhưng mà cái đồ này rất là già nha cô chú anh chị mình ha. Cái 12. Bằng ủi số 12, cán này cán thao. Cái đồ gặt này là đồ gặt cũng là bằng đồng luôn nha. Này chắc không có đồng không lạnh hít đâu. Không hít nha. Đó. Này vẫn nhiệt. Nhưng mà cái bằng ủi này con thì con gà nãy là đồng lạnh hả? Dạ, con gà nãy thì em nghe nó là đồng lạnh đó, nhưng mà em chưa có thử nha. Rồi. Chưa có thử, tại mua về là chưa có thử. Rồi. Đó. Đây. Còn cái này là cái bằng ủi này là bằng ủi của vùng ngoài ngày xưa nha cô chú anh chị mình ha. Đó, dùng mình không có, chỉ có dùng ngoài nha. Cái này bằng thao nha. Đó. Hàng này rất là độc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Lật đít cũng lâu đời rồi, đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Rồi, bao nhiêu ký? Đó. Đây để em cân thử coi nha. Đây. Bằng ủi này nó nặng hơn cái kia dữ lắm nha, 2,4 kg. 2,4 kg. Đó, cái này là 2,4 kg nha. Đó, cái này nặng hơn cái kia dữ lắm luôn nha. Rồi. Đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn, hàng còn nguyên si. Đồ cái bằng ủi này trên 70 năm nha. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. 2,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới cái mâm. Cái mâm số 13. Đó. Chiều ngang của cái mâm là 45. 44 thôi, tính 44 thôi. Đó. Đây để em đo thử cái mâm, cân thử cái mâm này nha. 1,2 kg. Cái mâm này không là 1,2 kg nha cô chú anh chị. Rồi, mình ha. Quay cái mặt lưng lại. Đó. Đây. Không có bị tan gì lủng gì ha. Đây có anh. Có lủng. Đây có lủng tí xíu chỗ này nha. Đó. Có lủng tí xíu chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đồ có sao là nói vậy nha. Rồi, quay. Đây. Quay đây nè. Đây. Mâm đây, này. Đây, 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 đó. Cô chú anh chị mình nhìn kỹ giùm em nha. Đó. Đây. Mâm này em giao lưu với cô chú anh chị mình là có giá là 1,5 triệu nha. Không hít nha, đảm bảo đồng thiệt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Nha. Rồi. Đó, thấy không? Rớt cục hít dưới đây thì nó hít nha, sắt thì nó hít nha. Còn đây là không hít nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đó, 1,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, cái mâm số 13. Đó. Đây, tới cái đèn mang sông nha. Đó. Đây cái đèn mang sông này có giá rất là mềm để giao lưu với cô chú anh chị mình chơi luôn. Đèn mang sông số 14. Đây. Đó. Đây, cái hiệu của nó bên đây nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Rồi, chị, chị mình xem giùm em nha. Đây. Channel. Channel em không biết. Dạ. Rồi. Này không gành hung. Cao lên là 44 nha. Đó. Đây, đèn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu thôi, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Là dở cái ống khói rồi. Đây. Ống khói này thì ống khói lô nha, chứ không phải là hàng ghim nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đó, ống khói lô chứ không phải là hàng ghim nha. Này, cắt kiến ghép vô. Dạ, cái này là ống khói lô, không có cái này đâu, nó bán cái ống khói nó vậy luôn anh chứ không mình không có cắt nha anh. Dạ. Đó, 1,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, đèn mang sông ngày xưa luôn. Đây, tới em thấy có cái trò Tam Long Nhất Phụng nha. Cái trò số 15. Đó, hàng lành tích luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, hàng nguyên si lành tích cho cô chú anh chị mình luôn. Em đo mặt kính dĩa đi. Mặt kính dĩa là 30. Đó, mặt kính dĩa là 30 nha.
Đây, dĩa rất là đẹp luôn nha, đồ này rất là già đồ nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây. Còn cái trò này của nó là chiều cao là 33. Đó. Cổ trò là 52. Rồi quay một vòng. Đây, để em quay một vòng cho cô chú anh chị mình đều xem. Hàng lành tích em đảm bảo luôn. Đó. Về cô chú anh chị mình nếu mà có gân nứt chỗ nào á là cô chú anh chị mình có mẻ chỗ này. Cứ không nhận hàng nha. Cái này là lỗi lò. Cái này là cái lò kiểu đất nó đắp đó rồi nó bị sứt chút xíu không sao. Chứ còn ở ngoài là không thấy gân nứt luôn nha. Đảm bảo của chú anh chị mình luôn. Có giá là 2,2 triệu một bộ nha. Cái dĩa với cái trò luôn nha, 2,2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cái trò số 15. Đây, cũng tới chồng tô luôn nha. Đó, số 16. Cũng là 6 cái luôn. Đó, chồng tô số 16 cũng là 6 cái luôn nha. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, có cái này thì nó bị hơi gân tóc chút xíu nha. Đây, còn tất cả đều lành tích luôn. Đây, tô thất hiền. Đó, tô bụm thất hiền nha. Bên đây thì cũng có cái này thì nó bị gân tóc luôn nha. Đó. Rồi, cái đường kính nó như đây. Đường kính luôn là 16 nha. Đó, đường kính tô là 16. Đó, chồng tô này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 900k. Bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, 16. Đó, chồng tô số 16. Đây, em có cái dĩa bách qua. Đây, có cái kệ luôn nha. Cái này là cái kệ để dĩa cho nó nha, cô chú anh chị mình ha. Đó. Dĩa số 17, dĩa bách qua nha. Em đo đường kính đi rồi em đo ấy luôn nha. Đây, đường kính là 50. Dĩa bách qua. Dày này cũng khoảng, độ dày khoảng có 1 phân. Đây. Đó. Đường, dĩa này cũng treo tường vẫn được luôn nha. Nhưng mà có gân tóc nha, cô chú anh chị mình ha. Cái đường gân tóc của nó đây. Đó, đồ này khoảng trên 30 năm hả nha. Đó, này cỡ 30 năm ăn lên hả nha cô chú anh chị mình ha. Đó, có sao em nói vậy nha, đường gân tóc nó đây. Đây, đây, dĩa bách qua, cái này chúng em được một cặp nha. Đó, đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn, dĩa số 17, bách qua. 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, có cái gánh để luôn nha. Đây. Đây tới cái số 18 luôn, cũng là dĩa bách qua luôn. Cũng đường kính là 50 luôn nha. Đây. 50 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, dĩa số 18 cũng là dĩa bách qua luôn. Đó, cũng có gân tóc chỗ này luôn nha. Đó, có gân tóc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, coi kỹ giùm em nha. Đây, dĩa này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, dĩa bách qua chúng em chỉ có một cặp thôi. Đó, đây còn cái lu. Đó, tới lu này là rất là già đồ cho cô chú anh chị mình ha. Trên 80 năm rồi, lu số 19. Đó, đây em siêu tầm được hai cái nữa nha. Chiều cao cái lu là 52. Cái bụng lớn nhất của nó luôn là 135. Hàng lành tích nha, lành tích 99% luôn nha cô chú anh chị mình ha. Màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Đó, lu này lu đựng nước uống ngày xưa nha cô chú anh chị mình ha. Đó, lu này là lu đựng nước uống ngày xưa của người ta nha. Đó, đây. Cái lỗ này là cái lỗ thoát nước nha cô chú anh chị mình ha. Thoát nước dơ, nước cặn đó. Chứ không phải ấy nha, đây cái lu số 19 nha. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 2,5 triệu bao phí ship toàn quốc. Lưu số 19. Đây. Tới cái lưu số 20. Đó, lưu này thì có gân tóc chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chỉ có gân tóc chỗ này thôi, còn tất cả đều lành tích không mất thịt nha. Đó. Đây. Quay một vòng đi cho cô chú anh chị mình đều xem nha. Đây, cái lỗ thoát nước nó cũng nằm ở đây. Mà người ta chám lại luôn rồi. Đó. Đây, để em gõ, đòn gõ luôn. Đây, chiều cao cái lu này luôn là cũng là 52. Đó, hoành bụng này cũng trăm mấy đó. Đó, đây, cái lu này em giao lưu với cô. Đường kính miệng ha. Hai cái này nó cũng cỡ nhau anh. Kính miệng là 26. Đó,
Đây cái lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.800.000. 1.800.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Lưu mã số 20. Đây tới cái lô bình nha. Đây em có lô bình bông rất là đẹp luôn, hàng lành tích không luôn nha. Đây cái bình mã số 21. Đây bình con nai. Đó, mã số 21 rất là đẹp luôn. Bình con nai cao lên là 35. Hàng lành tích luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây hoành cổ là 29, hoành bụng là 54. Đó, hàng lành tích 99%. Đây bình số 21. Đó. Đây. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đây bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.200.000, bao ship toàn quốc luôn. Hàng lành tích trên 50 năm tuổi nha. Đó. Hàng lành tích trên 50 năm tuổi luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây bình số 22. Chiều cao lên là 43. Chiều cao 43, hàng cũng lành tích luôn nha. Cổ là 35. Bụng của nó luôn là 65. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ một vòng giùm em nha. Hàng lành tích 99% luôn. Đó. Cái nào lành tích em nói lành tích luôn nha cô chú anh chị mình ha, có tái chế là nó có tái chế nha. Đó, đây. Rất là dày. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.200.000, bao ship toàn quốc luôn nha. 1.200.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới bình con rồng màu đen. Đó, con rồng này cũng lành tích 99% luôn, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Nếu mà có găng tóc, có đắp giá chỗ nào được cô chú anh chị mình trả lại cho em luôn. Đó, có sao là em nói vậy luôn nha. Bình này cao lên là 40. Cổ bình, bụng bình là cũng là 65. Bình số 23 men đen nha. Đó, rất là đẹp luôn, con rồng rất dậy nổi rất là đẹp luôn nha. Đó, con rồng dậy nổi rất là đẹp luôn. Lành tích luôn nha. Đó, đây. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.300.000. 1.300.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới cái bình bát tiên nha. Bình bát tiên này cũng lành tích 99% luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Bình mã số 24, lành tích 99%. Cao lên là 45. Cổ bình là 33. Bụng bình là 68. Đó, bình bát tiên luôn nha. Đó, mắt mũi tay chân đều rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, hàng lành tích 99%. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Bình bát tiên nha. Đó, bình bát tiên mà kiếm lành tích như vậy là rất là khó nha. Bình này là trước năm 75 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.000.000, bao ship toàn quốc nha. 3.000.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cái bình bát tiên số 25. Đó, bình này cũng lành tích 98% mà nha. Còn 1% thì bị găng tóc nha. Cao lên cũng là 40 luôn. Cổ bình là 35. Bụng bình là 65. Đây, gân tóc chỗ này nè anh. Đó, đây anh kỹ giùm em nha. Đó, bị mẻ nhưng mà nó không mất thịt nha. Chúng em đã dán keo lại rồi nha. Đó, đây. Còn tất cả đều lành tích luôn nha. Đây. Đó, em dán keo lại rồi nha. Cứng ngắc luôn rồi. Nó bị sứt chỗ này ra rồi em dán lại nha. Đó. Đây, bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.000.000, bao ship toàn quốc luôn nha. Bình tích người rất là đẹp luôn. Bát tiên. Đó, còn bình bách hoa. Bình bách hoa này em được một cặp lành tích luôn nha. Ba cái lành tích luôn. Bình số 26, bình bách hoa. Đồ này trên 40 năm rồi nha. Cao lên là 53. Cổ bình là 40. 41 mà tính 40 thôi. Bụng bình là 85. Bình này lành tích 99%. Đó, đảm bảo lành tích cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, cái miệng này là nó bị lỗi lò nha cô chú anh chị mình ha, nó hơi nhâm thôi nha. Đó, nước men hơi ấy thôi chứ thật sự là nó cũng không có bị nhâm luôn nữa. Đó,
lành tích luôn nha. Đảm bảo của chú anh chị mình luôn, không lành tích là của chú anh chị mình trả đồ lại cho em. Đây, bình em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới bình Bách Hoa số 27 luôn. Bình này với bình hồi nãy là một cặp luôn, cũng vẫn được luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao cũng là 54 luôn, bằng cỡ luôn nha. Đó, cổ bình là 42, bụng bình là 85. Đó, cũng lành tích luôn. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đúng lỗi giống hạch nữa ha. Dạ đúng rồi anh. Nó chỉ có hơi chạy chạy trên miệng tí xíu thôi à. Đó, bình này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây, tới bình số 28. Bình này là nguyên si nha. Đó, không mẻ, không gạn, không nứt luôn. Ba cái này là không mẻ, không gạn, không nứt luôn nha. Cao lên cũng là 53 luôn, cổ bình cũng là 41 luôn, bụng bình cũng là 80 mấy luôn á. Cái này có 83, 84 nha. Đó, bình Bách Hoa luôn, hàng lành tích luôn nha. Không quá, này là lành tích anh, đảm bảo. Đảm bảo lành tích cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, nếu mà có gân nứt hay là có mẻ chỗ nào thì cô chú anh chị mình trả lại cho em. Em đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây, bình này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đó. Đây, tới bình con rồng nha. Bình con rồng này thì có gân tóc nè. Đó, có gân tóc trên miệng này nha. Đó, một đường gân tóc luôn nha cô chú anh chị mình ha. Nhưng mà nước men còn rất là đẹp luôn, cũng là trên 50 năm. Đó. Chiều cao lên là 55. Cổ bình là 44. Bụng bình là 87. Đó. Đây, bình con rồng nha. Đây, có gân tóc chỗ này nha. Đó, có gân tóc là em nói có gân tóc hả? Đây nè. Bên đây có gân tóc nè. Đó, đi thẳng. Ờ, đúng rồi anh. Đó, đi thẳng xuống luôn đó anh. Đó, cỡ 3 tấc nha. Đó. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Nhưng mà cái dãy rồng rất là đẹp luôn nha. Đây. Rồi, quay ra cái chỗ nứt là tới đâu? Tới đít kìa. Vậy để em coi nữa nè. Tới đây anh, tới đây. Đó, từ đây tới đây nha. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó, đây, bình em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu 8 bao phí ship toàn quốc nha. Đó, bình con rồng nha, 1 triệu 8 bao ship toàn quốc luôn. Đây, tới bình con rồng số 30. Đó, cũng là bình cuối clip trong ngày hôm nay luôn. Sông Long Chanh Châu. Đó, bình này nó còn già đồ hơn là cái mọc của Yona luôn nha. Đó, mọc Yona là mọc gốc biên hòa nhưng mà bình này nó già hơn luôn nha. Chiều cao lên là 67. Cổ bình là 42. Bụng bình là 97. Đó, bình số 30. Đó, có gân tóc chỗ này nha. Đó, cái miệng này thì có đắp tái chế chỗ xíu. Đó, còn này có gân tóc chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Đây, bình này rất là già, con rồng rất là đẹp luôn nha. Đó, đây. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Bình rất là già luôn. Đường nét nó rất là mờ đẹp luôn nha. Đắp xi măng hả? Dạ đúng rồi, cái này đắp bằng xi măng đắp gốm vậy đó. Đó, đây. Bình rất là bự luôn nha cô chú anh chị mình nha. Hai lớp men rất là nặng luôn. Đây, bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây. Đây, bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3 triệu 7 bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, cái đầu con rồng nhìn rất là dữ luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cái này lỗi lò anh. Lỗi lò. Đó, cái này là không sao, lỗi lò nha. Đó, 3 triệu 7 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip NLTK Bonsai. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.